Chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Gia đình Việt Huy Cường TV. Hôm nay mình có việc đi ngang cái khu vực Hồ Con Rùa, thì sẵn dịp quay một số hình ảnh cho quý anh chị và các bạn cùng xem nhé. Khu vực Hồ Con Rùa thì nằm ngay tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện tại mình đang trên đường Lê Duẩn, mình có việc mình rẽ ngang khu vực Hồ Con Rùa, sẽ quay một số cái hình ảnh ở đấy để cho quý anh chị và các bạn cùng xem. Thì mình đang dừng ở khu vực đèn đỏ, thì trước mặt của các bạn á, nếu mà bên tay phải á, là nhà thờ Đức Bà đây, còn nhìn xa xa đây là những cái tòa nhà cung hô ở trước mặt các bạn đấy, còn bên tay trái là Diamond Plaza, một trong những cái nơi mua sắm xa xỉ bậc nhất ở Sài Gòn lúc trước. Thì bây giờ cũng có nhiều cái nơi mua sắm rất là xa xỉ, rất là đẹp như Vincom. Và thì bây giờ mình sẽ rẽ trái về hướng Hồ Con Rùa nha các bạn. Rồi các bạn hãy cùng theo mình. Rồi mình sẽ rẽ trái đây, khu vực nhà thờ Đức Bà. Thì hiện tại bây giờ người ta đang có kế hoạch đang trùng tu. Thì đã quay vào rồi, dàn giáo đang dựng, nhưng mà do những vật liệu thì rất là đặc biệt, phải nhập từ nước ngoài về, từ Pháp về, mà phải đợi. Đây, mình sẽ rẽ về khu vực Hồ Con Rùa đây các bạn. Ok, rồi đây mình đang trên con đường đây Phạm Ngọc Thạch đây các bạn nhé. Trên đường Phạm Ngọc Thạch thì phía bên phải mình á là nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Rồi nhà văn hóa thanh niên đây. Ở đây có rất nhiều các lễ hội, những cái mùa xuân đến á, là dọc trên tuyến phố này là trang trí rất là đẹp. Và có ông đồ hay ngồi trên tuyến phố hay lắm, thì tới mùa Tết á, thì sẽ đẹp lắm. Rồi, các bạn nhìn thấy không? Trước mắt của bạn đấy là Hồ Con Rùa đấy các bạn. Đây, mình chụp một tấm ảnh đây để cho các bạn cùng xem nha. Rồi, rồi, thì mình sẽ đi thẳng lên phía Hồ Con Rùa. Có việc mình đi xíu. Đường Phạm Ngọc Thạch rất là đẹp, xung quanh là cây xanh nhiều lắm. Tới Tết thì những cái đây có những cái cổng chào, những cái đèn lấp lánh ở thân cây rất là nhiều. Người ta trang trí khu vực trung tâm thành phố đẹp. Rồi, thì đây trước mặt các bạn đây là Hồ Con Rùa, thì nơi mà các bạn trẻ đến đây rất là nhiều và rất là mát. Này đẹp lắm các bạn, này để mình đây Hồ Con Rùa đây các bạn nhé. Rồi để mình rẽ về phía này. Rồi để mình sẽ chạy đúng một vòng quanh Hồ Con Rùa này cho các bạn cùng xem. Đây khu vực Hồ Con Rùa thì rất là nhiều cái hàng quán, tất cả các nhãn hiệu có cà phê. Đây các bạn nhìn thấy Hồ Con Rùa đây, để mình quay vào phía trong rồi để cho các bạn xem nó dễ hơn chứ. Đường thì cũng không nhìn thấy được gì cả. Rồi đây dọc cái đường hồ quanh Hồ Con Rùa này các bạn nha. Rồi. Đấy. Rồi để mình xem bên đường này một xíu. Cảm ơn có việc dừng này một xíu nha. Rồi để mình dừng đây một lát thôi. Đây mình dừng lại một tí, mình để mình quay cái khu vực Hồ Con Rùa cho các bạn xem nhé. Rồi mình đi xe ô tô rồi mình sẽ không dừng sát được vào trong để quay cho các bạn xem. Thì bây giờ đây có một anh nó đang đi bộ trên cái bậc cầu thang của phía trên á, cái thanh gươm á là nó cắm xuống cái Hồ Con Rùa. Thì có bậc cầu thang đi lên trên. Thì các bạn thấy phía xa xa là những cái đây để mình zoom vào nha. Xa xa là những cái thác nước người ta làm rất là đẹp, có những băng ghế đá giả cổ, ghế gỗ giả cổ cho mọi người cùng xem. Rồi đây toàn khung cảnh Hồ Con Rùa đây các bạn nhé. Rồi cũng không có gì thay đổi so với ngày xưa lắm, vẫn nét cổ kính
vẫn còn nguyên. Đây, phía trước mặt các bạn đây, các em học sinh đây đang học ra thì các em đến đây chơi. Cung đường rất là rộng nhá. Cây xanh thì rợp bóng. So với ngày xưa, những số hình ảnh ngày xưa mình xem thì không có khác nhiều lắm. Đây. Rồi. Rồi để mình zoom vào một xíu phía trong cái cầu thang nha các bạn xem nhá. Rồi. Đây mình quay bằng điện thoại ra cũng không được đẹp lắm, các bạn thông cảm. Đây để mình quay lên cao luôn nhá. Các bạn thấy không? Đấy. Đây. Mình nhớ không, những hàng đây những băng ghế đá. Đây bằng cầu thang đẹp. Khu vực này rất là mát các bạn, nhiều xung quanh nhiều cây xanh lắm, mát lắm. Nhiều người ngồi đây nghỉ ngơi vui chơi. Rất là thoải mái. Rồi nhá, thì bây giờ mình có việc mình phải đi, thì mình một số hình ảnh muốn gửi đến quý anh chị các bạn. Thì cảm ơn sự theo dõi của quý anh chị các bạn. Mong quý anh chị các bạn luôn luôn ủng hộ kênh Gia đình Việt Huy Cường TV để giúp em thêm động lực thực hiện những video hay hơn, đẹp hơn và nhiều nội dung hơn nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn trong những video tiếp theo. À, trước khi ngừng đây có một anh chị này đang chụp ảnh làm kỷ niệm đây các bạn nhìn thấy không? Đẹp chưa? Những anh khác rất là đẹp. Rồi, ok nha. Xin chào anh chị các bạn.